Bạn nào có nhu cầu mua ạc Liên Quân hay ạc Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shopnhungday.com. Đây là shop ạc hợp tác duy nhất chính thức của mình, nên mọi người có thể yên tâm khi mua ạc nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. No. 헤어지지 못하는 여자, 떠나가지 못하는 남자, 사랑하지 않는 우리. 그래서 Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình và mình là Nhung đây. Thì chắc hẳn mọi người đã biết nội dung của video đúng không? Thì bọn mình chuẩn bị đi chơi ở Tà Xùa mọi người ạ. Và từ Hà Nội đi lên Tà Xùa thì cách khoảng 200 cây nha mọi người. Thật sự mới đầu thì bọn mình cũng nghĩ là bọn mình sẽ đi xe máy để đi lên ý, nhưng mà nó xa quá với cả là ai cũng mệt nữa. Thế nên là bọn mình đã quyết định đi xe khách. Bọn mình đã đi lên xe khách rồi đây, hẹn mọi người khoảng 5 tiếng nữa nha. 2000 years later. Cái lúc này khoảng 1 giờ đêm thì bọn mình đã lên đến nơi rồi. Thật sự ở trên này rất là lạnh luôn. Sau khi mà cất đồ đạc xong rồi thì bọn mình sẽ tranh thủ ăn mì nha mọi người. Tại vì đi xe khách khá là lâu và bọn mình cũng rất là đói luôn. Em đang quay điện ảnh đấy. Quên quay cho mọi người xem cái bát mì nó ngon như thế nào rồi mọi người ạ. Và cái bữa này thì bọn mình được anh chị chủ homestay mời luôn nha. Thật sự anh chị rất là nhiệt tình luôn. Và cái homestay mà bọn mình book đó chính là homestay Cam. Bạn nào mà có dịp đi lên trên Tà Xùa chơi thì mọi người có thể ghé vào đây nha. Sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Còn bây giờ thì bọn mình đi nghỉ ngơi đây, hẹn mọi người vào sáng ngày hôm sau nha. Đi đây cho mọi người xem, trời ơi bình minh đẹp quá mọi người ạ. Kiểu mình mở mắt ra bị sốc luôn ý. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy một cái bình minh nó đẹp như thế này luôn. Đến với kênh của mình và mình đây. Nắng quá mọi người ạ. Là sáng ngày hôm sau bọn mình đã có mặt tại Tà Xùa rồi. Mình sẽ quay cho mọi người xem một đoạn ở cái view mà mình ở như thế nào nhá mọi người. Trời ơi nó đẹp cực kỳ. Nhưng mà nắng quá mọi người ạ. Và đây quay cho mọi người xem outfit ngày hôm nay của mình này. Ui, mọi người nhìn nhà này, nhìn thích dã man ý. Xong rồi ở đây còn có cái bếp riêng nữa mọi người ạ. Đấy. Hôm qua bọn mình đã thuê xe máy để đi ra đây rồi. Chuẩn bị đi đâu? Lót cái dạ dày á. À đi lót cái dạ dày à? Bây giờ thì đi ăn nha mọi người. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu vào con đường mạo hiểm. Đây bây giờ mạng sống của mình đang chênh vênh. Có ổn không đấy? Đẹp quá mọi người ạ, nên là bọn mình có dừng lại sống ảo một tí. Nhìn giống như kiểu là mình đang ở trên mây ý. Đấy nhá, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Đấy mọi người ạ, bọn mình di chuyển được bao nhiêu cây số nhỉ? 10 cây không? Hơn 10 cây. Để ra xem mỏ cá heo ấy. Bây giờ thì mình sẽ zoom lên cho mọi người xem như nào là mỏ cá heo ấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thế ông thấy mình ấy không? Đây là mỏ cá heo cho mọi người. Hiểu biết. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn sáng nha mọi người. Đó, mấy giờ chị Bún? 9:14. 9:14. 9 giờ thì bọn mình mới được ăn sáng. Ây da.
mình đáng yêu ấy. Bây giờ thì bọn mình di chuyển sang bên này mọi người ạ. Wow. Homestay nhà táo. Anh có ổn không? Ui, trời ơi, mình đã tia cái cây này từ lúc đến rồi. Ăn đù. Ủa ôi. Úi rồi. Đây, đây, đây. Này, con chim này. Đây, quay lại anh em. Chim bồ câu. Chim bồ câu. Là cây như này này. Ấy, còn ở dưới thì. Ui trời ơi. Combo. Hả? Có lẽ là chưa đấy. Táo. Cảm giác chill cực kỳ. Đây là bát mì của mình nha mọi người. Vừa ăn mì vừa ngắm cảnh. Mọi người ơi, bọn mình đã ăn xong rồi. Và bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển đi lên trên cái mỏm cá heo. Đó, cái mà vừa nãy mình quay cho mọi người xem ấy. Nó có tên là mỏm cá heo mọi người ạ. Thế chứ mình nghĩ là nó sẽ là một cái khu kiểu toàn cá heo ấy. Nhưng mà không, nó chỉ là một cái mỏm đá thôi. Mỏm đá cao, xong rồi đi lên đấy để chụp ấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ lên trên đấy nha. Mình biết ngay là sẽ có bạn hỏi Linh áo ấy. Nên là mình sẽ để ở đây nha mọi người. Đó, bạn nào muốn mua cái áo khoác này thì cứ vào Linh áo. À, cứ vào cái Linh mà mình để sẵn cho mọi người nha. Mình lên đến nơi rồi mọi người ạ. Cái dân chơi sống ảo ấy. Có mặt tại cây cô đơn. Bây giờ thì sẽ lên xem là cây cô đơn nó như thế nào nha. Đây là cục cứt cô đơn mọi người ạ. Hello maker. Xung quanh này toàn cứt trâu luôn. Ở đây là không phải là cứt cô đơn, đây là cứt cứt theo bầy. Tưởng không đẹp mà đeo không tưởng, tại vì ở đằng trước nó có cái dòng sông ấy. Đẹp không? Mười điểm anh ạ. Đây là trò bốc thăm trúng thưởng. Đúng là tuổi thơ. Sau khi mà chụp choét các thứ xong xuôi hết rồi thì bọn mình có dừng lại cái đồi thông này để mà nghỉ ngơi. Mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Giống như kiểu là mùa thu ấy. Mọi người biết gì không? Nó đánh rắm thối quá nên là mình phải đứng ra đây. Thế thối lắm. Anh thường đánh rắm thối á. Bọn mình đang có mặt tại cái này là ở chỗ nào đây? Xã Tà Sủa, huyện Bắc Yên.
Ta xua. Bọn mình chuẩn bị lên homestay để nghỉ ngơi mọi người. Xong rồi thấy mấy bé này chơi nhảy dây mọi người ạ. Yên bình thật sự luôn. Ê khổ thân hai đứa bé mà. Đây ngã nhá. Đấy ngã em rồi em. Đấy chưa em ngã luôn đấy. Anh giúp em nhờ. Anh Hiếu ra, qua căn đi. Đây này, nhìn em này, nhìn em nhảy này. Thấy chưa? Đi đường kia đi bà hả? Đấy, còn cái này là anh Hiếu trốn ra đây ăn một mình. Tự gọi một mình tự ăn, không mời ai cả mọi người ạ. Ôi, nhìn hấp dẫn chưa? Nhìn đáng yêu cực. Vừa ăn cơm, vừa ngắm cảnh thiên nhiên. Quá tuyệt vời. Mấy giờ rồi? Không biết, bây giờ đi ăn đi. Đi ăn đi, đói quá mọi người ạ. Bây giờ là mình không biết mấy giờ nhưng mà gần gần chiều rồi. Nên là bọn mình sẽ đi ăn. Sau khi ăn xong rồi thì bọn mình sẽ đi cà phê để mà đón hoàng hôn nha. Đây mọi người ạ, bây giờ thì bọn mình sẽ ở đây ăn nha. Đó, ở đây có thì gác bếp này các thứ. Mình sẽ đi ăn khói. À thì hun khói hả chị? Khói gác bếp. Nó là một đấy. À làm một cái quay video làm YouTube ạ? À? Dạ vâng ạ. Làm quay lên trên đây là miếng thịt. Cho xin miếng ấy. Từ từ không? Làm kiểu này ngon nhất chị ạ. Thịt mềm nữa. Miếng là mình ăn nướng một miếng thôi. Trông ngon nhỉ. Chọn cho em miếng to nhất nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ, bắt tắc có thể có bắt chị hót thầy nó cái chị đấy nó mê. Anh kia hát hay quá mọi người ạ. Em mời 10 điểm luôn. Khoai nướng. Làm thử miếng xem nào. Tiếp theo là món xôi. Anh kia hay quá. Và sau khi ăn xong rồi thì bọn mình sẽ đi cà phê nha mọi người. Bọn mình đi cà phê để mà ngắm hoàng hôn ý. Có được một cái video time lapse đợi hoàng hôn này thì bọn mình đã phải ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ nha mọi người.
cảnh này này cứ phải gọi là đẹp như tranh vẽ luôn. Tiếc bọn mình đi không có được săn mây, nhưng mà đổi lại thì trời ơi, view xinh lắm luôn ý. Không săn được mây nhưng mà săn được hoàng hôn. Ôi, đây là một thiên đường mọi người ơi. Đẹp dã man. Đẹp thật đấy. Mình đi ra xa xa một tí cho mọi người xem. 10 điểm. Sau khi mà đi săn hoàng hôn về thì cũng đã là 7 giờ rồi mọi người ạ. Thế nên là bọn mình sẽ ăn đồn đứng ở homestay luôn nha. Đây, quay cho mọi người xem cảnh đêm ở đây này, trời ơi đẹp lắm ý. Nhưng mà video của mình bây giờ cũng khá là dài rồi nên là mình sẽ chia ra làm 2 phần nha. Có gì thì mọi người nhớ đón chờ phần 2 nhé, tại vì phần 2 có rất là nhiều cảnh quay hay luôn. Còn giờ thì bye bye mọi người.